Lại là mình đây. Hôm nay thì sẽ có Thỏ nữa. Hôm nay mình muốn làm một cái vlog ngắn để ghi lại một cái kỷ niệm nho nhỏ của mình khi còn ở Nhật. Thì hồi trước mình có biết đến một số cái hình thức thiện nguyện, ví dụ như là hiến tạng hoặc là hiến máu. Nhưng mà sức khỏe của mình thì không có đủ tốt để có thể hiến máu, do đó thì mình không có thực hiện hiến được, mặc dù mình rất là muốn. Nhưng mà sau này á, mình có coi, vô tình coi một cái YouTube, một cái kênh YouTube của một bạn người Nhật. Thì bạn đó có làm một cái vlog về việc hiến tặng tóc. Thì lúc đó là mình có tìm hiểu thử xem là hiến tặng tóc là gì và mình có thể hiến tặng tóc được hay không. Thì từ đó, từ cái lúc mà mình tìm hiểu xong á, thì mình bắt đầu mình đã nuôi tóc mình dài đi, dài ra. Hồi trước là tóc mình là tóc có nhuộm và có uốn nữa, làm nhiều lắm. Tại vì nó hư á, nên do đó là nó rụng và nó gãy là gì đó, nhìn thấy thương lắm. Nên do đó là từ cái lúc đó mình đã quyết định là mình sẽ trở về với mái tóc đen. Thì mình sẽ không có làm cái gì nó nữa, không có can thiệp về cái việc làm đẹp nữa. Nên là tóc ra bao nhiêu á, thì mình sẽ cắt hết cái phần có màu đi, phần hư tổn đi. Thì cái tóc của mình như ở trên hình này nè, ở đây nè, mình sẽ để ở đây. Nên hình này á là hoàn toàn là tóc thiệt. Tóc thiệt ở đây là tóc không có bị hóa chất hoặc không có tác động của hóa chất. Thì khi mà mình coi được một cái kênh YouTube đó thì tóc mình cỡ khoảng ở đâu tới đây, cỡ đây thôi, chừng này thôi. Thì mình thấy nó khá là hay và ý nghĩa. Nên do đó là mình quyết định là mình sẽ nuôi dài luôn. Thay vì là mình sẽ đi cắt tạo kiểu thì mình đã nuôi dài. Thì hôm nay mình muốn làm cái vlog này để ghi lại một chút xíu kỷ niệm về nó và cảm xúc của mình khi mình đã cắt đi mái tóc của mình như thế nào. Thì mình sẽ nói sơ về cái việc hiến tóc ha. Thì mình sẽ nói sơ về hiến tóc, tại vì thông tin nó nhiều nên mình sẽ đọc cho mấy bạn. Mình sẽ để cái đường link ở phía dưới cho các bạn, cho những bạn nào mà cũng cảm thấy là hứng thú với việc này, hoặc là khi mà bạn cắt tóc đi á, cái tóc bạn dài thì bạn có thể bán nó. Nhưng mà thay vì bạn bán nó thì bạn còn có một cách nữa, đó là tặng nó cho người khác. Thì tặng tóc theo như ở trên cái trang web chính thức á, thì tặng tóc á là chỉ nhận những tóc dài trên 31 cm. Thì tóc của mình hiện tại là lúc mà mình đo được, khi cắt xong mình đo được là hơn 40 cm. Thì nhận để làm ra một cái mái tóc y tế này thì cái độ dài của tóc bạn phải trên 31 cm. Và cái bộ tóc này được làm ra và sẽ tặng cho những trẻ em có vấn đề về tóc. Những cái bạn nhỏ đó thì sẽ là dưới 18 tuổi. Sẽ tặng cho các bạn đó, những bạn có vấn đề về tóc. Thì mình đọc một chút xíu thông tin đó nha, cho các bạn, sơ sơ cho các bạn biết nha. Thì cái tổ chức này á, được bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Nó là đầu tiên và duy nhất ở Nhật Bản dành cho cái việc mà quyên tặng tóc, chỉ dành riêng cho việc tóc thôi. Thì loại tóc nào có thể hiến được, có thể được chấp nhận là tóc trên 31 cm, phải hoàn toàn khô. Có nghĩa là trước khi bạn cắt tóc thì tối hôm trước bạn sẽ gội đầu và đảm bảo cho nó khô lúc mà mình cắt. Nếu như mà nó không khô thì nó sẽ rất là dễ, khi mà bạn cột nó lại nó sẽ bị ẩm, và trong quá trình vận chuyển hay là người ta tập kết tóc nó sẽ bị mốc và làm hư tóc của bạn lẫn tóc của những cái người khác hiến nữa, sẽ rất là phí. Nên nó là phải, các bạn phải đảm bảo là hoàn toàn khô. Tiếp nữa là tóc xoăn, tóc bạc, tóc nhuộm, tóc uốn, tóc duỗi, tất cả đều được chấp nhận.
Nhưng mà những cái tóc mà bị hư tổn nặng, bạn cầm vào nó dễ gãy á, thì dịch nhẹ thôi cũng gãy á, thì không có nhận những cái tóc đó, không có nhận tóc hư tổn. Tóc tẩy trắng cũng được nha, có nghĩa là tóc nào cũng được trừ tóc hư tổn, tại vì hư làm lên nó hơi mất công sức á, mà đụng một cái là nó gãy. Cái thời hạn sử dụng của cái mái tóc giả nó không có lâu. Và dù bạn có quốc tịch nào và giới tính gì hay là độ tuổi nào, màu tóc nào, thì khi bạn hiến tặng thì cái tổ chức này đều chấp nhận hết, đáp ứng tất cả những điều trên ha. Tiếp nữa là khi vậy á, thì làm sao để bạn cắt được tóc? Mình cắt tóc ở Nhật thì mình cắt ở một cái tiệm giá rẻ thôi, không có phải cắt ở salon gì hết, cắt ở tiệm rất là gần ga. Thì khi mà bạn tới bạn cắt thì bạn có, nếu mà bạn có tiếng Nhật á, thì bạn nói với người ta là bạn muốn hiến tặng tóc, hãy cắt cho bạn để bạn có thể gửi tóc đi cho họ. Nhưng mà đối với một cái số salon mà người ta không có hiểu về cái điều đó, nghĩa là người ta chưa có từng cắt đó điều đó bao giờ, thì các bạn có thể lên cái trang web và đưa cái hướng dẫn cắt tóc này cho cái người thợ cắt tóc, thì người ta sẽ có thể thực hiện được. Thì cái lúc mà mình đi cắt á, thì cái người thợ cũng chưa có cắt cái loại này bao giờ hết, nên do đó là mình đã đưa cái hướng dẫn cắt tóc trên trang web chính cho cái bạn người Nhật đó, và bạn người Nhật đó làm y chang như vậy. Nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà cần phải làm như vậy để mà giữ được tóc lại, giữ được tóc và gỡ tóc đi. Tiếp theo là khi mà sau khi mà bạn cắt tóc xong, bạn không có còn thêm một cái lưu ý nữa, đó là ở trên cái trang web chính thức, nếu dành cho những các bạn nào mà không mà muốn chắc chắn về cái việc mà mình cắt tóc có đẹp yêu cầu hay không á, thì trên trang web chính thức sẽ có một số cái salon nó liên kết với cái tổ chức này, thì bạn có thể lên ở trên trang web chính và tìm cái salon gần nhà bạn nhất và phù hợp với túi tiền của bạn nhất để bạn có thể tới đó mà cắt, tới đó để cắt. Nhưng mà ở khi bạn cắt tóc xong á, thì bạn không thể đưa cho cái salon đó được cái phần tóc của bạn, có nghĩa là bạn không đưa cho người ta, mà bạn sẽ mang cái phần tóc của bạn về nhà và tự chuẩn bị đồ và gửi đến trực tiếp cho cái trung tâm này. Thì những cái thứ mình cần, đây là mình giới thiệu những cái thứ mình cần để có thể gửi cái phần tóc của mình đi. Đây, đây là cái phần tóc của mình ha. Đây, mình cả làm cho khoe một chút thôi, khoe một chút tại vì rất là thích nó và mình sẽ gửi nó đi, do đó là mình muốn quay lại kỹ một chút. Đây, đây là tóc của mình. Thì khi mà mình cắt á, thì mình sẽ chia thành từng búi nhỏ như thế này và mình cột lại. Sau đó là mình sẽ cắt, mình cột từng búi riêng, rồi mình cắt phần ở trên này đi. Sau đó thì mình sẽ cột chung lại với nhau như thế này. Và bạn sẽ chuẩn bị một cái túi zip như thế này. Cái túi zip này bạn có thể mua ở trong cửa hàng Daiso hoặc là Kendo cũng được, cửa hàng 100 yên. Bạn bỏ nó vào, cuốn nó lại. Và cuốn nó lại. Bỏ nó lại. Cuốn nó lại. Ok, đây là cái phần tóc của mình sẽ đóng gói vào trong một cái túi zip này để cho lúc mà người ta lấy ra thì sẽ không có rớt tóc ra cái bì thư. Thì sẽ có hai cách để bạn gửi. Một đó là cách mua một cái bì thư như thế này, địa chỉ gửi, ghi địa chỉ của cái trung tâm tiếp nhận tóc và địa chỉ của bạn. Rồi, tiếp theo nữa là cái bì thư này mua ở trong bưu điện, mua ở trong bưu điện đó,
mình mua ở trong bưu điện thì người ta sẽ có một cái bì thư như thế này luôn. Nhớ ghi mã số bưu điện, chỗ tiếp, địa chỉ của nơi tiếp nhận và địa chỉ của bạn. Sau đó thì bạn chuẩn bị thêm một cái tờ giấy. Cái tờ giấy này được in, được chuẩn bị trực, nó nằm ở trên trang chủ luôn á. Nên các bạn lên trang chủ thì sẽ có được cái thông tin chi tiết của những cái thứ mà mình giới thiệu ở đây. Tiếp theo nữa là thêm một cái tờ giấy hiến tóc, gọi là tình nguyện đó, hiến tóc. Thì ghi giới tính, rồi số tuổi của bạn, lúc mà gửi về số tuổi của bạn, lúc mà bạn cách, cái thời điểm bạn cách bạn bao nhiêu tuổi thì bạn ghi vào. Sau đó thì cái khu vực bạn sống. Thêm một số nữa đó là tóc mình thì không phải là tóc uốn nhuộm, do đó là trên 3 năm rồi là mình không có làm á, nên mình sẽ điền vào trong này. Nói chung là các bạn có thể đọc cái form này và mà lựa chọn theo cái nhu cầu, theo cái điều kiện của bản thân. Nó có cả tiếng Anh nữa, nên đối với những bạn nào mà không có rành tiếng Nhật hoặc là những cái bạn người nước ngoài á, vẫn có thể hiến tóc được nếu như các bạn muốn. Tiếp theo nữa là nếu như mà các bạn gửi đi á, thì người ta sẽ tặng cho các người ta sẽ tặng lại cho các bạn một cái biên nhận là đã nhận được tóc và cảm ơn bạn. Thì để nhận được cái biên nhận đó thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái phong bì như thế này và ghi rõ địa chỉ của địa chỉ họ tên của các bạn ở trên này, ở trên đây, ở trên mặt trước, mặt sau thì ghi địa chỉ của cái nơi tiếp nhận và chuẩn bị luôn một con tem 84 in, và chuẩn bị luôn một con tem để dán trực tiếp lên trên này luôn. Khi mà bạn, sau khi bạn dán lên thì bạn sẽ gửi bỏ tất cả mọi thứ vào trong cái phong bì lớn này, là một cái phong bì dán tem cộng với tờ giấy xác nhận là hiến tóc cộng với cái phần tóc của bạn. Thì bạn nhét vào đây và sẽ đi ra cái thùng thư á, gửi cần nhét vào thùng thư là xong rồi. Đây là nhét vào thùng thư là bạn có thể gửi nó đi. Thì đó là quy trình để có thể hiến tóc ở Nhật. Nữa là mình muốn nói một chút, mình muốn lưu lại một chút cái suy nghĩ và cảm giác của mình khi mà mình cắt tóc. Thì trước đã, thực ra là mình ở Nhật cũng được một vài năm thì mình nhận được rất là nhiều cái sự giúp đỡ của người Nhật. Những cái sự giúp đỡ đó thì những cụ thể ở những vlog khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà mình được nhận rất là nhiều sự giúp đỡ từ người Nhật, từ những người gần gũi lẫn như là những người rất là xa lạ. Mình chỉ gặp họ và họ giúp mình thôi, cho đến khi rồi mình tự hỏi rằng là liệu là mình có thể làm gì cho đất nước này. Việc mà mình đi làm kiếm tiền á thì nó là chuyện giữa mình với lại đó là công việc của mình. Nhưng mà những cái sự giúp đỡ này nó đến từ những lúc mà mình đi chơi, mình đi ăn, hoặc là những lúc mà mình khó khăn trong cái việc giao tiếp ngôn ngữ, thì có một số người bỗng dưng người ta xuất hiện và người ta giúp đỡ mình mà không có một điều kiện nào cả, không đòi hỏi một điều kiện hoặc là không cầu nhau, người ta giúp bằng cả một tấm lòng. Nên do đó là mình rất là lấy làm biết ơn vì điều đó. Và mình khi mà mình được giúp đỡ những lúc như vậy, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì mình chỉ có một mình thôi, ngôn ngữ của mình thì cũng không giỏi lắm đâu, nhưng mà nhận được sự giúp đỡ như vậy thì tự tận đáy lòng là mình rất là hạnh phúc. Thì mình cũng đã tự hỏi là mình có thể làm được gì cho những người xa lạ khác của nước Nhật này, để là như là một kiểu là trao đi á, một kiểu là trao đi á. Thì mình không biết là mình có thể làm được gì. Thì vô tình mình xem được một cái vlog của bạn người Nhật đó, vô tình thì mình có xem được cái vlog của bạn người Nhật, nên do đó là mình biết đến cái chương trình này á, thì mình rất là vui.
Tại vì tóc của mình nó là tóc đen, nó rất là dễ để có thể làm tóc giả. Nó là một cái nó gọi là một mái tóc lý tưởng để có thể làm tóc giả. Và mình nghĩ là nếu như mà mình hiến tặng cái mái tóc của mình thì một người nào đó hoặc ở một nơi nào đó người ta nhận được một mái tóc giả thì người ta sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì mình nghĩ như vậy á, nên do đó là mình muốn tóc mình nhanh dài thật là nhanh. À, mình muốn tóc mình dài thật là nhanh để mình có thể cắt tóc mình đi và cho một bạn nào đó. Và nghĩ đến việc là một ai đó tự nhiên nhận được cái mái tóc á, trông chờ một mái tóc và nhận được nó, người ta sẽ hạnh phúc như thế nào thì mình cũng có thể tưởng tượng ra được, và mình cũng sẽ vui lây. Mình cảm thấy rất là vui, thật sự rất là vui. Thì khi mà tóc mình dài ra thì nó đồng đồng nghĩa với một cái việc đó là rất là mệt mỏi, bởi vì nó quá dài. Mỗi lần mà đi tàu á là cảm thấy rất là vướng víu. Nhưng mà mình cứ nghĩ đến việc đó là mặc dù là lúc đó tóc mình đã đủ 31 cm rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ là thôi thêm một chút nữa đi cho nó dư dả vậy đó, thêm một chút nữa đi, thêm một chút nữa đi. Thế là mình cứ để hoài cho đến một hôm thì mình nói là không, mình sẽ quyết định là mình sẽ tặng nó. Vào cuối tháng 5 thì mình cuối tháng 5 2021 thì mình đã đi cắt. Mình nghĩ rằng là mình có dự định là mình sẽ tặng nó vào tháng 6, bởi vì tháng 6 là sinh nhật của mình nên là mình sẽ tặng nó vào tháng 6. Nhưng mà tháng 6 thì mình quá bận, mình không có thể mà đi mua đồ xong rồi ngồi làm vlog và gửi tặng tóc được. Nói chung là mình khá là không có thời gian khúc đó. Nên do đó là bây giờ là tới tận tháng 7 rồi mình mới quay vlog, xong rồi mình sẽ đem đi gửi nó. Cũng thành thật là xin lỗi nhưng mà chắc là không sao. Mình nghĩ vậy. Thì khi mà mình cắt tóc xong á, bởi vì trước đó nó rất là dài, khi mà mình gội đầu xong á, mình phải mất tới 45 phút để mà mình có thể sấy khô cái mái tóc của mình. Khô là khô tít ở trên tận trên tóc á nha, thì rất là mất thời gian. Và khi mà mình vệ sinh nó cũng thật sự rất là mệt mỏi luôn, tại vì nó dài quá. Thêm nữa là đầu của mình nó là một cái da đầu nó ỏng mẹo lắm luôn, là nó hễ là nó sẽ bị gầu, hễ là nó sẽ đau đầu, hoặc là hễ một cái là nó sẽ rụng tóc. Mà các bạn biết không, mà các bạn biết á, tóc ngắn á thì nó rụng xuống thì mình thấy nó cũng rụng. Nhưng mà tóc dài, cái sợi tóc nó dài đã như nè, cái nó rụng xuống. Thế là tụi nó gom lại, tụi nó vo lại thì bạn cầm lên bạn sẽ thấy nó là một chùm. Thì cái lúc mà mình thấy là tóc mình rụng rất nhiều, là chùm chùm là cũng nhiều hết á, mình thấy rất là phí. Cái mình nói là không, phải đi cắt tóc thôi, chứ để mà tóc rụng kiểu này á, rất là phí. Một tuần mình phải gom được 3-4 mớ luôn, nó phí lắm. Thế là mình quyết định là mình đi cắt tóc luôn. Chứ nếu mà không là chắc là, nếu mà không rụng thì chắc là mình còn nuôi nữa để cho nó dài nữa. Nhưng mà thôi không sao hết. Thế là mình đi cắt tóc. Mình đi cắt tóc xong thì mình gội đầu. Chỉ mất 3 phút, 5 phút là tóc mình khô hoàn toàn luôn. Tóc mình khô hoàn toàn luôn. Và mình không có mất quá nhiều công sức để mà chải đầu, gội đầu, sấy tóc. Mình không có mất quá nhiều thời gian dành cho mái tóc của mình. Mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nha. Là bởi vì trước đó nó rất là, nó dài quá, cái mình đeo cặp đó, nó cứ bị vướng. Đeo cặp cũng bị vướng, mặc áo quần cũng vướng. Nhưng mà khi mà mình cắt tóc xong á thì mình thấy nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, một cái cảm giác nhẹ nhàng lắm 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 luôn.
Nên là khi mà mình cắt, trước đó mình cắt tóc mình nghĩ là mình cắt tóc cái kiểu giống như bây giờ nè, giống như bây giờ cắt ngắn tủn luôn, thì mình sẽ như một thằng đàn ông. Mình nghĩ trong đầu vậy, mình sẽ trở thành một thằng đàn ông. Mình nói tại vì tóc, cái gương mặt của mình nó cũng không có phụ nữ gì lắm, không dịu dàng gì lắm, mà còn cắt cái mái tóc này nữa thì chắc là đàn ông ghê rồi, đàn ông thôi rồi luôn. Thì khi mà mình cắt xong á, mình cũng rất là bất ngờ bởi vì cái sự thay đổi của chính bản thân mình, có một cái ngoại hình hoàn toàn khác. Mình cảm thấy là mình cá tính hơn, mình trông gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn và ít thứ phải chăm sóc hơn. Nên do đó là hiện tại bây giờ mình rất là yêu cái mái tóc ngắn này. Mình không biết là mình sẽ để cái mái tóc, duy trì mái tóc ngắn này trong vòng bao lâu, nhưng mà hiện tại thì mình đang rất là thích nó. Nhưng mà nó màu dài lắm mấy bạn ơi, nó màu dài lắm, nó dài nó chỉa ra nè, nó chỉa ra nó màu dài lắm. Nên nó là mình thấy là cái kiểu này mình cũng hay, cũng thú vị, nhìn mình cũng thú vị hơn, hay hơn một chút. Nên là chắc là có thể là mình sẽ để mái tóc dài này thêm một thời gian nữa, cho đến khi mình chán nó thì mình sẽ để lại tóc dài hơn, để nuôi lại tóc dài hơn. Thì qua cái video này á, mình chỉ muốn nói cho các bạn biết rằng là mình cắt tóc không phải, người ta nghĩ rằng á là khi nào mà mình sẽ có một cái cú sốc nào đó trong cuộc đời, hoặc là mình quá buồn hoặc là quá đau khổ thì người ta sẽ đi cắt tóc, đúng không? Nhưng mà nó không còn đúng nữa. Đối với mình thì nó không còn đúng nữa. Bởi vì khi mà mình đi cắt tóc á, mình thấy rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là vui. Mà lúc đó mình cũng không biết là mình, tại vì lúc đó mình cắt mà mình cũng không có biết được rằng là cắt xong mình sẽ trông như thế nào. Nhưng mà khi mà cắt đi mái tóc của mình á, mình rất là vui và hạnh phúc. Mình không hề cảm thấy là buồn hay đau khổ gì cả, mà một cái cảm giác nhẹ nhàng lắm. Nên là mình cũng hiểu được một chút là tại sao người ta buồn hay đau khổ người ta đi cắt tóc. Tại vì khi khi làm điều đó thì người ta sẽ thay đổi cái ngoại hình của họ, người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tươi mới hơn, và kiểu như thay đổi chính bản thân mình vậy đó. Nên là mình có thể hiểu được một chút xíu tâm lý đó. Mặc dù là trước giờ mình buồn mình không có đi cắt tóc. Mình buồn thì mình không đi cắt tóc, nhưng mà mình có thể hiểu được một chút xíu tâm lý của họ. Thì hy vọng là những cái bạn nào mà tóc dài, hoặc là muốn, hoặc là tóc chưa dài nhưng mà muốn làm một cái gì gì đó có ý nghĩa dành cho các em, thì có thể suy nghĩ đến vấn đề là hiến tóc. Đối với mình á, đối với mình nha, tóc á, càng nuôi thì nó càng dài, càng dài thì nó càng đẹp. Nhưng mà hy vọng á, càng nuôi thì sẽ rất là dễ trở thành tuyệt vọng. Mà càng nuôi dài chừng nào thì tuyệt vọng nó càng lớn chừng đó. Nên do đó là khi mà mình cảm thấy là mình có thể giúp ai đó hạnh phúc bằng mái tóc của mình á, là mình trao đi, mình cho đi một phần của mình để làm cho người khác hạnh phúc á, thì mình cảm thấy cái việc đó làm mình hạnh phúc nhiều hơn nữa. Nên là hy vọng là có một bạn nào đó xem được video này thì có thể nghĩ đến vấn đề hiến tóc cho các em. Các em này chủ yếu là những em mà có vấn đề về tóc, cần, nghĩa là tóc dễ rụng hay cái gì đó, có vấn đề về tóc. Nên do đó là mình sẽ gửi cái tóc này đến cái trung tâm thiện nguyện đó, họ sẽ tập kết tóc lại. Sau khi tập kết tóc xong thì họ sẽ phân loại tóc. Phân loại tóc xong thì họ sẽ đem xử lý tóc, xử lý bằng dung dịch hay cái gì đó thì mình không rành, nhưng mà sẽ xử lý tóc để đảm bảo diệt diệt khuẩn đó. Sau khi xử lý tóc xong á,
thì họ sẽ đem kết tóc lại thành một bộ tóc giả và họ sẽ gửi đến những cái các bé mà có vấn đề về tóc đang chờ được nhận tóc. Thì nếu như các bạn có ghé qua, các bạn xem video này, nếu như các bạn có xem video này và có ghé qua cái trang chủ của cái trung tâm mà nhận tóc này á, thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy được là số lượng người đang chờ nhận tóc và số lượng người đã nhận được tóc. Đương nhiên con số này, mọi người thì cũng đang chờ để nhận được tóc, nên do đó là mình hy vọng rằng là cái số lượng tóc nhỏ này của mình có thể góp phần làm nên được một cái mái tóc giả nào đó và tặng lại cho một bé nào đó ở ngoài kia. Mình cũng không biết bé đó là ai, hoặc là các bạn đó cũng không biết mình là ai, nhưng mà mình sẽ rất là vui khi mà các bé đó, các bạn đó nhận được mái tóc của mình và cũng vui như vậy. Nên do đó là cái video này mục đích là chỉ ghi lại một cái trải nghiệm nho nhỏ của mình trên nước Nhật, một cái kỷ niệm nho nhỏ của mình trên nước Nhật này thôi. Có thể là ai đó nhìn mình á thì sẽ nghĩ là mái tóc này không hợp với mình, hoặc là không đẹp, hoặc là xấu, hoặc là không hợp, rất là nhiều ý kiến. Nhưng mà nó không quan trọng. Đối với mình thì mình không cảm thấy buồn về những điều đó, và mình cũng không cảm thấy quan trọng, bởi vì mình biết được rằng cái việc mình đang làm nó có ý nghĩa hơn cái việc là mình đẹp, và nó có ý nghĩa hơn với một người nào đó, và với mình, và với một người nào đó ở ngoài kia. Nên do đó là tóc mình thì có thể dài lại, khoảng 1 tháng, 2 tháng thì nó cũng sẽ dài lại, 1 năm, 2 năm thì nó cũng sẽ dài lại thôi. Nên nó là có thể bây giờ là không đẹp, nhưng mà nuôi lại thì mình tạo kiểu thì vẫn sẽ được thôi, đúng không? Nên do đó là hiện tại thì mình rất là hài lòng với cái mái tóc này, nhìn mình cũng rất là hay ho. Nên là ai nói gì thì nói, mình vẫn rất là thích nó. Video tới đây là hết rồi. Hy vọng là có thể mang đến cho các bạn những cái thông tin mới mẻ và hữu ích. Bye bye và hẹn gặp lại.